Ok, hello chào các bạn, chào mừng các trở lại với channel của mình và mình là Chigiri này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới với Ojisan Monster. Đây là một tựa game về Pokemon. Đấy. Nhưng mà bản Pokemon này thì khá là hay. Đây là con đi con gì đấy? Đi con khiếp vãi. Ok, ném gì gọi. Ok. Phải luôn. Đây là phiên bản Pokemon ông già. Và động phộng. Đến cả cái quả cầu thu phục nó cũng nổ được sợ rồi đấy. Ui ôi. Nổ ạ, vắt cả đái rồi. Đúng là game Nhật Bản khác. Buồn cười vãi cả trường. Đây là con gì trong Pokemon nhỉ? Mình có thấy Pokemon nhiều mình cũng chả nhớ, mình chả biết nữa. Ok. Đợi lấy level phát. Đấy, đây đi. Yeah. Yeah. Nghe ồ. Mình mèo biết tiếng Nhật thì là cái này mình cũng chịu vậy. Nani. Đi vớt của chuối thật. Ok, lên level à. Vãi cả càn ạ. Tay có đường luôn. Cái thành phố level 2 con gì đây? Oh, mình cướp Pikachu. Pikachu. Ôi trời ơi. Chịch. Chơi game này hủy hoại hết cả tuổi thơ. Cay thật đấy. Ôi rồi luôn. Mẹ. Giờ bọn nó phải đi làm công ăn lương mẹ luôn ạ. Đi đâu đi vào hàng mẹ luôn. Ôi giời ơi. À chưa được tiền à, chưa được tiền rồi. Cái gì đấy? Thái độ gì đấy? Đấm bổ mẹ rồi. Nó làm vứt mũ đi. Ra vứt mũ đi để nó để nó cả mình cay thật. Cái level rồi ca ca lên đây bách cả game luôn. Mình muốn xem để xem là con tiếp theo là con gì. Đừng bịa vào đạch của chuối quá nhỉ. Ý à. Ồ, cái gì vậy? À, nâng cấp được cái tiệm, được cái mỏ vàng rồi. Pikachu, ấy trời. Chờ, chờ. Kéo lại xuống dưới để bắt. Đây sẽ lấy cấp à? Pikachu sẽ lấy cấp à? Bắt đây vài con nữa. Pikachu sẽ lấy cấp rồi. Mẹ game của chuối đi như thế nào? Phải cả game mà. Em sẽ cố gắng mở thêm một con nữa. Chưa được à? Chưa chưa chưa
kiểu như kiểu mẹ mình ném bom giết nó luôn đấy. Mẹ mấy con này sống tập tệ đến mức mẹ phải vắt cả bom ra nổ chết con mẹ đó, cay vãi chưởng. Cái này không phải thu phục, cái này là tiêu diệt những cái con đã hủy hoại tuổi thơ của mình. Đây tiếp à, ây da, tiền lại về nữa rồi, tiền về như rồi. Cái này là ném bom giết bọn này chứ không phải thu phục, đây không phải thu phục, đây là giết cho đó. Những cái thứ sâu thậm tệ là chúng ta phải tiêu diệt như thế, không thể tin được. Mấy ông Nhật Bản tạo ra tuổi thơ cho chúng ta và giờ mấy ông làm luôn quả game mẹ phá hoại tuổi thơ luôn. Phách cả xoài. Lâu quá. Gì vậy? Ok, còn vài con nữa. Ok, mình con này. Ok, cái này cái gì đây? À, cái này là của cái đạt. Pikachu này. Cái gì đây, con chim gì đây? À, ok, cái đối. Mẹ đi kiểu phải Facebook vào cái và con Twitter nó cũng khắp lọ nữa. Đu mẹ. Đấy cả hai con kia nó khắp lọ nữa. Chịu rồi, cái gì vậy? Biết đây cái gì? Mẹ thoát đủ tiền Lê ơi, thoát đủ tiền rồi. Ê nghe như mấy ông chú ở bên Nhật Bản đấy. Kiểu hỏi chấm vãi, ta chỉ đi qua được mà tao làm gì mày đâu, tại sao mày ném bom tao? Nó ra kiểu thế vãi trưởng. Ê, sắp lên các bạn. Pikachu sao đây các bạn? Nào, con đi kìa, qua đây. Trời, lên cấp. Pikachu lên cấp chưa? Đây là ông nội Pikachu, đủ mẹ. Đây là vợ. Mày đi chết đi, cái thằng con lợn này. Chết đi. Ê, bắn nó banh xác luôn. Ok, lấy tiếp 200 rồi. Đến lúc phá đi đập lại rồi. Nhìn khắp lọ vãi trưởng. Ok, rồi đi bắt con ba nào. Rồi, có con chim mới. Mày nhảy cái điếu gì, mày nhảy cái gì, mày nhảy cái gì. Tao giết bỏ mẹ mày rồi. Đứng lên mày nhảy. Nhìn cáu là cái đây. Sao đình công à? Hay là gì ăn được tìm đó nâng cấp. Nâng cấp lên thành cái gì? Raichu. Nhìn béo ấy trưởng. Đứa ai cả trưởng thật à. Anh cơ chim. Cái này buồn cười quá trưởng. Rồi. Cái đó có một... cái gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Cái con thứ gì đây? Cái gì đây? Bom à? Bắt cái đái chết mẹ con chim rồi. Chết mẹ con chim rồi. Nó chết con ngựa chi bói. Con kia nó bay xuống người phát để đổ bay mẹ con chim luôn. Cây à? À không, không được ăn rồi à? Ăn này nó nổ bay mẹ chim mình. Ok, chim đã comeback. Bắn được phát nữa à? À ok. Ôi, quên đủ chết mẹ ai con giết. Ây da.
Oh my god, cái gì đây ta thấy à? Ôi ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Oh con đây, con này. Oh, ok rồi con mới. Thế là sao? Sao bay màu cả chỗ này rồi? Bay cả cái này luôn ạ. Trời, cho hai quả bò vắt đổ bay của mẹ chỗ này rồi. Tấu hài thực sự. Ôi trời ơi luôn. Đậu xanh luôn muống. Ê rồi. Cười thấy. Để đi bắt đốt con này đã. Để hồi phục cho con kia đã. Con kia nằm mẹ rồi đấy thôi. Tấu hài đấy trưởng. Ok, lên cấp luôn. Ok, nó trở lại làm việc rồi. Ôi rồi, ôi rồi. Chắc là video mình cũng đến đây là cười đó cửa bụng. Ê rồi, cảm ơn các bạn vì xem video này. Các bạn đi hay để cho mình một like, subscribe kênh nhá. Từ miệng mà đi chết đi. Chết đi. À.